Xin chào quý vị và các bạn. Vì người con gái mình yêu, Trung không chút do dự đỡ cho thằng nhát dao chí mạng. Cũng may Trung phúc lớn mạng lớn, vì được cấp cứu kịp thời nên anh sớm qua cơn nguy kịch. Thế nhưng Thanh vốn có tật giật mình, hắn muốn viện lý do tới thăm bệnh của Trung, nhưng thực chất là dò la xem tại sao Trung lại làm thế vì Hằng. Anh có truy cùng đuổi tận mí cô em họ đâm nhát dao đó hay không? Thì vô tình Thanh nghe được cuộc trò chuyện của Trung và mẹ. Theo đó, Trung úp úp mở mở rằng anh sẽ làm sáng tỏ mọi việc, anh sẽ đòi lại công bằng cho em gái cũng như trả lại trong sạch cho Hằng. Thanh thần hồn nát thần tính, nghĩ lại những lần Trung từng cảnh cáo, hắn tin chắc Trung biết nhiều hơn hắn nghĩ. Nếu Trung tỉnh lại, nếu anh rút đơn kiện cho Mỹ, sợ rằng Mỹ sẽ cảm kích mà nói toàn bộ sự thật để tránh kịch bản xấu này xảy ra. Thanh chỉ có ý nghĩ duy nhất là nhân cơ hội Trung không thể phản kháng, buộc Trung phải đoàn tụ ông bà. Hắn manh động lẻn vào bệnh viện, tìm cách sát hại Trung. Liệu rồi Thanh có đạt được ý đồ của mình, hay sự nóng vội, hoảng sợ của hắn càng khiến Trung nhận ra con đường anh đi là đúng. Anh sẽ tốc chiến tốc thắng, vạch trần bộ mặt thật của Thanh là những nội dung chính của chúng tôi trong video ngày hôm nay. Bà Nga bước vào bệnh viện, thấy cậu con trai Quý Tử đang nằm bất động trên giường. Bà lo lắng: "Trung, tại sao con lại ra nông nỗi này? Tại sao con không chịu báo tin cho mẹ? Con có còn xem bà già này là mẹ hay không?" Trung khẽ cười: "Mẹ à, con không sao, chỉ là con không muốn mẹ lo lắng thôi." Bà Nga cau mày: "Thế này mà con nói không sao? Nếu con có bệnh hệ gì thì làm sao mà mẹ sống được?" Thì ra Trung đỡ thầy Hằng nhát dao. Khi cô biết chiếc vòng tìm được trong phòng trọ là của Thanh, cô đủ thông minh để hiểu Thanh có liên quan tới cái chết của mình. Thời gian gần đây, Thanh lén lút, thập thò, còn tha thiết muốn nối lại tình xưa với cô, chỉ vì muốn tìm lại vật chứng quan trọng này. Trong lúc cô chất vấn Thanh, thì Mỹ ở gần đó, nghe rõ mọi chuyện, phần vì sợ mọi việc bị bại lộ, phần vì ghen tuông mù quáng. Mỹ không còn giữ được vẻ lạnh lùng của một giám đốc truyền thông. Cô nàng tay run run cầm con dao cứ thế nhắm về hướng của Hằng. Thế nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chính Trung lại là người không màng tính mạng, xả thân cứu nguy cho Hằng. Bà Nga thở dài, tiếp tục màn trách móc: "Mẹ biết con có tình cảm với con bé Hằng, nhưng con có cần vì nó mà hy sinh bản thân mình hay không?" Trung nhìn bà âu yếm: "Mẹ à, con biết rồi, lần sau con hứa sẽ không bao giờ làm mẹ phải phiền lòng vì con." Rồi anh hít một hơi thật sâu: "Mẹ, con nợ Hằng, con muốn bù đắp cho cô ấy. Thời gian sắp tới, con còn rất nhiều việc phải làm. Con phát hiện ra, vụ tai nạn của Nhi còn rất nhiều uẩn khúc, còn sẽ khiến kẻ sát nhân phải đền tội." Bà Nga ngơ ngác: "Chẳng phải mọi việc đã xong xuôi rồi hay sao?" Trung nắm lấy tay bà: "Có những chuyện mắt thấy, tai nghe, nhưng chưa hẳn là vậy. Con đã có kế hoạch của mình." Nhìn thấy sự quyết tâm của Trung, bà Nga chỉ biết động viên: "Con làm gì mẹ cũng ủng hộ, nhưng con nhớ phải giữ gìn sức khỏe." Trung cầm tay mẹ: "Mẹ à, sức khỏe của mẹ không được tốt, mẹ hãy về nghỉ ngơi đi. Ở đây đã có Thiện, có Hằng chăm sóc con rồi, để mẹ yên tâm." Trung còn gồng tay lên: "Mẹ thấy chưa, con của mẹ còn phải lấy vợ, sinh con đàn cháu đống cho mẹ nữa bế nữa chứ." Bà Nga giờ mới trút được gánh nặng, bà luôn tin tưởng, luôn tự hào về cậu con trai giỏi giang xuất chúng của mình. Có điều, cuộc trò chuyện của mẹ con Trung, vô tình Thanh đứng ở ngoài nghe, không bỏ sót câu nào. Khi nghe Trung ám chỉ về cái chết của Nhi, nghe Trung nhắc sẽ tìm cho ra hung thủ, thì hắn giật mình nhớ lại những lần Trung bóng gió với hắn về vụ tai nạn, về cái chết của Minh, về sự mất tích của Phong. Đã vậy, hiện tại Trung và Hằng đang có mối quan hệ tình cảm, chắc chắn Trung biết Hằng không phải là người lái xe. Nếu không làm sao Trung có thể đem lòng yêu kẻ giết chết em gái mình. Hắn hiểu Trung đã có trong tay nhiều manh mối quan trọng nên mới mạnh miệng như thế. Không những thế, nếu Trung điều tra thêm về hắn, nếu Trung biết được thời gian qua Thanh và Mỹ song kiếm hợp bích bòn rút tiền ở công ty, còn lôi kéo nhiều đối tác khách hàng hòng mở công ty riêng, nợ cũ nợ mới cộng lại, e rằng nếu Trung phản đòn, hắn sẽ mất hết tất cả, bị vùi xuống đáy xã hội, cả phần đời còn lại phải sống sau song sắt nhà tù. Hơn nữa, một khi Trung tỉnh dậy, dù gì anh và Mỹ cũng là anh em họ. Nếu Trung bãi nại cho Mỹ, sợ rằng Mỹ sẽ khai ra toàn bộ vụ thảm án của mình ở bãi đất trống, với tội chồng thêm tội.
Dưới bản lĩnh của Trung, sợ rằng Thanh không phải là đối thủ. Trong đầu Thanh thầm nghĩ, mẹ kiếp, Trung à, chính mày dồn tao vào bước đường cùng, mày dám đối đầu với tao thì tao sẽ không tha cho mày đâu. Để nắm chắc phần thắng trong tay, Thanh theo dõi lịch trình ra vào bệnh viện. Thời gian gần đây, chỉ có Hằng và Thiện thường xuyên túc trực bên Trung, và rồi cơ hội cũng tới. Khi cửa hàng xảy ra sự cố, Hằng phải vội vã trở về. Giờ chỉ còn mình Thiện, chỉ cần một cuộc điện thoại nói là công ty có việc gấp. Với tư cách là trợ lý của chủ tịch, chỉ có Thiện mới có thể ra mặt. Sau khi loại bỏ được Thiện, hắn ung dung bắt tay thực hiện kế hoạch giết người diệt khẩu của mình. Hắn bịt mặt, đeo găng tay cẩn thận, bước vào phòng bệnh của Trung, chẳng nói chẳng rằng, lao về phía Trung, hành động đầy dứt khoát. Hắn cứ thế nhắm vào vết thương của Trung, đánh tới tấp, đánh liên hồi khiến vết thương cứ thế bị chảy máu. Còn Trung, cầu cứu trong vô vọng, Thiện ơi, mày ở đâu? Rồi anh lại la lớn, có ai không? Cứu tôi với. Nhưng đáp lại là sự im lặng. Còn Thành cứ thế ra đòn mạnh hơn, lạnh lùng hơn. Chỉ tới khi Trung bất tỉnh nhân sự, hắn mới chịu dừng tay. Rồi hắn nhanh chân lẻn ra ngoài, phi tang toàn bộ vật chứng. Hắn xốc lại tinh thần, mọi việc xong xuôi rồi. Đối đầu với thằng Thành này thì chỉ có một kết cục. Có trách thì hãy trách mày xấu số đoản mệnh, đã biết quá nhiều chuyện. Khi bác sĩ phát hiện ra thì Trung đã hôn mê. Toàn bộ các bác sĩ được huy động, vội vã đưa Trung tới phòng cấp cứu. Anh được tiên lượng rất xấu. Khi Hằng và Thiện biết được Trung gặp nạn, họ chỉ biết trách bản thân mình. Hằng khóc lóc thảm thiết, tất cả là do em, vì em mà anh bị thương. Đã thế, em còn không ở bên chăm sóc cho anh, mới khiến anh ra nông nỗi này. Thiện tìm cách vỗ về Hằng, anh cũng có lỗi trong chuyện này, là do anh. Tại sao anh không nghĩ ra đó là cái bẫy? Thằng Trung có mệnh hệ gì chắc anh không tha thứ được cho bản thân mình. Còn Thanh, hắn vẫn đứng từ xa quan sát mọi chuyện. Thấy bộ dạng của Hằng và Thiện, hắn đinh ninh kế hoạch của hắn đã thành công mỹ mãn. Giờ chỉ cần hợp thức hóa cái vòng để tránh sự nghi ngờ của Hằng. Giờ chỉ cần uy hiếp Mỹ không được khai ra nửa lời là mọi việc coi như xong. Chỉ mong rằng Trung sớm tài qua nạn khỏi. Vì chỉ có anh với tiền tài, địa vị, với sự thông minh, nhạy bén của mình mới ngang tài ngang sức đối đầu với Thanh. Khi Trung tỉnh dậy, cộng với sự quay về của Phong, thì mọi việc sẽ sớm được đưa ra ánh sáng. Còn Thanh, để che giấu những tội ác kinh thiên động địa của mình, hắn còn ra tay tàn độc ra sao? Những nạn nhân nào sẽ nằm trong danh sách của hắn? Tới bao giờ chiếc mặt nạ hắn khéo léo che đậy suốt thời gian qua mới được lột bỏ? Để Nhi, mình có thể thanh thản ra đi, để những người còn sống có thể trút bỏ được gánh nặng, thoải mái làm lại cuộc đời. Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới video của chúng tôi để mọi người cùng bình luận. Đừng quên bấm đăng ký kênh và biểu tượng chuông bên cạnh để theo dõi và cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.